em chưa 18, tại sao em ngừng lâu tới mức như vậy? Là tại vì em bị áp lực với cái thành công của bộ phim trước. Đối với em, lúc mà em đóng Em Chưa 18, nó là một cái trải nghiệm rất là mới. Và những gì xảy ra sau phim nó cũng rất là mới với em. Em chưa hiểu được nó, cũng như gia đình em chưa có thể nào giúp em 100% hiểu được công việc của em là gì. Và sau 2 năm thì mọi người trong ekip của em hiện tại thì em thấy là hiểu được vấn đề công việc của em như thế nào, và giúp đỡ em, cũng như là em chọn kịch bản khá là kỹ tính. Nên là lúc mà em đọc kịch bản này thì em thấy nó là một cái kịch bản rất là khó. Nếu mà nói một người diễn viên mới như em thì nó rất là khó, nhưng mà cái sự hấp dẫn của nó đã khiến em nhận bộ phim này. Và bây giờ chỉ có chờ tới lúc được coi phim mới biết được là mình ngừng lâu như vậy nó có đúng hay không thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Âm Vân, xin phép đi đón con. Dạ, mọi người vỗ tay cho chị Vân ạ. Cái vai của chị Vân ở trong bộ phim này rất là dễ thương luôn. Rồi Vân Trang cũng đi luôn, cũng đi đón con luôn. Tức là đã anh chưa, không ai muốn xa con ha. Charlie ơi, Thái Hòa đòi đi đón con luôn. Thái Hòa chưa được đi. Vân xin thay mặt bé Trang xin cảm ơn tất cả các anh chị phóng viên, các em, các bạn hôm nay đã có mặt ở đây. Đồng thời là cũng muốn chúc mừng nhà sản xuất cũng như là đạo diễn, như là tất cả ekip của mình với cái bộ phim này sẽ thành công. Và tại vì thực sự nãy mới được xem một cái đoạn chút xíu, nhưng mà thấy nó dễ thương quá, nó hay quá. Là tại vì nói chung là phim về gia đình nó rất là khó làm, nhưng mà khi mà làm mà chỉ có một đoạn, ví dụ đoạn đầu tiên á, có chút xíu, một phút mấy á, mà tạo một cái giống như mình xem mình lói chỗ này nè, thì là thấy là cái sự thành công nó rất là cao rồi. Rồi đến cái đoạn phân đoạn hài thì cũng rất buồn cười, tại vì thực sự để mà làm được cái đoạn đó nó hài á, thì cái người đạo diễn phải rất là giỏi. Thực sự đó là Vân chia sẻ cái cảm xúc thật của Vân. Còn cái vai của mình thì không biết như nào, mình vô mình có gánh vác được cái điều mong mỏi của nhà sản xuất hay không, cho nên cũng rất là hồi hộp. Thì thôi, chúc mừng tất cả mọi người và cảm ơn tất cả các anh chị em phóng viên. Xin chào mọi người, xin phép. Cảm ơn chị Hồng Vân với Vân Trang rất là nhiều. Và hy vọng được gặp gỡ lại đầy đủ cả nhà vào ngày premiere chính thức của bộ phim 28 tháng 12 dạ. Say them something. Dạ. Dạ hồi đêm dạ em định là thôi, em định là chị Vân nói thay em rồi. Em bé quá mà giờ em lại xin nói sớm rồi lại về sớm nữa, nó kỳ quá. Nhưng mà dạ 4 giờ là đón con mà giờ 4 rưỡi rồi là cũng khó quá. Nhưng mà em có thể nói một tí xíu thôi. Hồi nãy em xem cái đoạn mà cái khúc đầu tiên của em xuất hiện luôn đó anh. Em cũng cảm thấy bị hồi hộp. Dạ bị giống như là chết rồi sao rồi dựng cái này sao. Là tại vì mọi người biết lúc mà tụi em đọc kịch bản thì nói là trời ơi, cái đoạn này phải dựng như thế nào thì mới có được cái cảm xúc, cái cảm giác cho mọi người xem. Là tại vì hai bên nó song song với nhau, thì quả thật là khi ngày hôm nay mình xem cái đoạn này thì mình cảm thấy hả hê á anh. Dạ là mọi người trời ơi, phân ô ra, chia ô ra tùm lum tà la, thành ra là mình không tập trung là mình sẽ không theo dõi được, phải nhìn cái ô này rồi nhìn ô kia người ta làm sao, nhìn ô này ô nọ. Có nghĩa là em hy vọng là quý vị khán giả khi mà xem á thì mọi người cũng sẽ phải căng thẳng đầu óc ra và không lơi là được tí nào để xem hết cái bộ phim Hồng Ba Ba Gia Con Gái này. Em cũng cảm ơn các anh chị báo chí trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với bộ phim, và hy vọng là sẽ đồng hành hoài luôn cho tới khi mà phim hết chiếu nữa thì thôi. Thành ra là vừa chiếu vừa vẫn lên tin. Dạ, em chúc mừng ekip của mình. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn Vân Trang đã hoàn thành một cái vai diễn khá là cổ ngáo, khác với hình ảnh của em. Dạ, hồi nãy Tùng thấy giơ tay quá trời luôn. Dạ, xin mời. Dạ, em xin phép hỏi, em tên Phong. Em có câu hỏi cho anh đạo diễn. Không có đâu em.